Đời người ngắn lắm, cười nhiều một chút, buồn ít thôi, suy nghĩ ít lại, thoải mái và vui vẻ lên. Bởi vì bản thân đâu biết ngày nào chính là ngày cuối cùng được thức dậy nhìn thấy mặt trời đâu. Thời gian chưa chắc chứng minh được nhiều việc, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn nhìn thấu được lòng.